cái này là một cái separate entity, cho nên là mình phải lodge một cái tax return của nó. Net income hoặc là loss của partnership thì cũng tính theo đúng những cái principle mà mình học ở module 2. Đấy là cũng accessible income trừ đi allowable deduction. Sau khi mà ra được cái net income và loss của partnership này này, thì đấy chính là cái bước cuối cùng mà mình làm ở trong cái partnership tax return rồi. Có nghĩa là mục đích mà mình làm cái income tax return của partnership ấy chỉ để ra đến con số net income hay là loss này thôi, chứ còn mình không có áp dụng bất cứ cái tax rate nào để mà ra tax payable hay là tax refund của partnership hết. Đó, nên mọi người nhớ nha, cái đóng khung này này là cái số cuối cùng mà mình tính ở trong partnership return. Đấy, còn sau khi mà mình tính ra được cái số này rồi thì mình sẽ distribute cái phần income hay loss đấy cho các cái partner, mà nó sẽ dựa theo là phần trăm as per agreement. Tức là khi mà mình lập ra partnership ấy, thì mình sẽ có một cái agreement về việc là mỗi người đóng góp bao nhiêu, có trách nhiệm ở những cái khía cạnh như nào, thì đến khi mà có income hay là loss thì sẽ distribute cho mỗi người như nào. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái agreement đấy. Thì đến khi mà distribute này là mình chỉ dựa theo cái agreement đấy thôi. Thì khi mà mình distribute cho các cái partner này thì các partner này lại include cái phần distributed income đó vào trong cái individual tax return của mỗi một partner. Đấy, giờ lại trở lại với cả individual. Trong cái tax return của individual ấy là nó có các cái line item đúng không? Salary, interest, dividend, rental income này. Và như phần vừa mình vừa học là income from business là của sole trader. Và mình cũng sẽ có một phần là distribution from partnership or trust. Đấy, thế là mình cũng sẽ có một cái phần như thế. Thì mọi người cứ tưởng tượng là như vậy, là ở trong cái individual tax return của mình nó sẽ có như thế. Thì khi mà mình distribute từ của partnership ra, thì trong mỗi một cái individual tax return của partner này là mình sẽ include cái phần distribution đấy vào là một cái accessible income. Thế cho nên là sau khi mà distribute hết á, thì trong cái partnership nó không còn gì cả. Thì chúng ta không có tính tax ở trong partnership, mà chúng ta distribute cho các partner và chúng ta tính tax của nó ở trên individual tax return của mỗi một cái partner này. Nên là include share of income loss in the individual tax return. Đây là một trong những cái quan trọng nhất của phần partnership. Và một cái nữa sẽ dễ bị lẫn, tại vì là đến khi mà mình học về trust thì nó sẽ khác nhau. Đấy là partnership loss thì chúng ta có thể distribute to partners. Đấy, ví dụ như là cái partnership này mà nó có loss thì mình cũng distribute phần trăm cho mỗi partner, thì là partnership loss thì có thể distribute cho partner. Thế nhưng sau chúng ta học về trust thì cái loss lại không được distribute. Về cơ bản thì nó vẫn là cái concept của accessible income trừ đi deduction. Đấy, nhưng mà mọi người nhớ là khi mà mình làm cái P&L ấy thì đấy là tất cả nó là accounting. Accounting income thì có thể khác với accessible income. Accounting expense thì cũng có thể khác với cả deduction. Đấy, cho nên là cái taxable income thì thường là không có bằng với cả profit or loss trên cái P&L. Thế cho nên là mình mới có cái bước làm tax reconciliation là như vậy. Ở đây nói một cách chung thì nó là mình sẽ reconcile cái sự khác nhau giữa accounting và tax đấy, bằng cách là mình sẽ add back hoặc là subtract những cái item mà có cái difference về treatment giữa accounting và tax. Cái phần mà claim deduction này thì nó cũng là nằm ở trong đấy thôi. Bad debt and loss, chính là vì nó có cái sự khác nhau đấy cho nên loss trong tax và loss trong accounting cũng khác nhau. Thế cho nên có thể có những công ty mà khi mà mình đọc P&L của những năm trước thì thấy đều có profit. Đấy, thế nhưng mà khi mà làm thuế thì họ lại được rất nhiều những cái loss carry forward từ những năm trước sang. Đấy là bởi vì có cái sự khác nhau. Thì khi mà để mà claim được deduction về loss thì nó cũng phải satisfy hai cái test này. Mình cũng học ở module 2. Thế thì đến cái phần tiếp theo này là mình sẽ làm về các cái bài tập là tính toán tổng hợp hết lại. Và khi mà làm về individual tax thì các cái bước như thế nào? Accessible to the allowable tax for income là những gì mà mình đã học ở module 2.
Thế xong rồi sau đấy là mình sẽ áp dụng tax rate. Thì ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến là residence và non-resident. Mình sẽ có hai cái bảng này là ở cái slide tiếp theo. Thì từ cái tax rate này mình sẽ calculate được cái phần gross tax payable. Đấy, mình gọi là gross bởi vì là nó chỉ dựa vào cái tax rate thôi. Sau đấy cái bước thứ ba là mình sẽ subtract những cái non-refundable tax offset. Thì những cái mà mình học non-refundable là bao gồm LITO này, là cái liên quan đến dependent và invalid. LITO này là low income tax offset, là những trường hợp mà những người có income thấp. FITO này là foreign income tax offset, là nhận income từ nước ngoài mà đã được withheld tax rồi. Zone offset này, những cái zone đặc biệt này. STAPTO là trường hợp của những người lớn tuổi, senior, pensioner. Và cái này thì only reduced to nil thôi. Tức là đến cái số thứ 3 này này thì mình chỉ cùng lắm là bằng 0 thôi, còn không thì phải lớn hơn 0. Bước thứ 4 là mình sẽ cộng với cả Medicare levy và những cái study and training loans. Thì study and training loans là những cái mà như kiểu HEPS trước mình học ở Module 2 ấy. Đấy là trả lại một phần cái tiền mà chính phủ cho vay để học. Thì lát nữa chúng ta cũng sẽ học lại cái phần này để xem là cái phần trả cho government nó được tính như thế nào. Medicare thông thường thì nó sẽ là 2% của taxable income. Ít người nào là không phải đóng Medicare đó. Sau khi cộng lại rồi thì mình sẽ đến bước thứ 5 là mình mới deduct cái refundable tax offset và credit. Thì cái này sẽ bao gồm là franking credit này, private health insurance này, PYG, hai loại PYG. Cái này bị lặp lại có hai loại PYG này thôi. Và vì cái này là refundable cho nên là nó có thể result in tax refund hoặc là payable.